Hi, xin chào các bạn. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, chủ nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Thì mỗi khi Duy hay cho các bạn xem những cái thiết kế cũng như là bên trong bên ngoài của chiếc xe Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng, cũng như là những cái tính năng ở bên trong của chiếc xe ở tại showroom Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng bên Duy, thì ngày hôm nay trên tay của Duy đây là cái chìa khóa của chiếc xe Mercedes-Benz S450. Thì ngày hôm nay Duy sẽ lái và trải nghiệm chiếc xe này, và Duy sẽ cố gắng đánh giá một cách khách quan nhất cho các bạn thấy được cái sự vận hành của chiếc xe, cũng như là sự cách âm, sự ổn định, cũng như là những cái tính năng mà khi mà Duy lái ở trên đường. Thì bây giờ Duy sẽ mời các bạn cùng Duy trải nghiệm chiếc xe Mercedes-Benz S450 này nha. Ok các bạn. Ok, bây giờ thì mình bắt đầu nha. Công việc không cho phép nên khoảng đầu tiên thì chúng ta sẽ vào số D. Anh mới có thời gian đầu tư cho sở thích này một cách bài bản. Anh Dũng. Ok, hiện tại bây giờ Duy đang trải nghiệm ở cái cung đường ở trong cái khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Thì ở trong khu đô thị Phú Mỹ Hưng này nó sẽ có những cái gờ giảm tốc. Thì Duy sẽ chạy ở tốc độ khoảng tầm 30-40 km/h, và sẽ qua những cái gờ giảm tốc để mà chị sẽ cảm nhận được cái độ êm của cái phuộc này nó như thế nào. Tại vì xe S này á, nó sử dụng cái hệ thống treo bằng khí nén là E-matic, cho nên là khi mà các bạn chạy ở trên cái đường mà bằng phẳng như thế này nè thì nó cực kỳ êm ái luôn đó. Nhưng mà Duy sẽ thử đi qua những cái chỗ giảm tốc này nhanh một xíu. Hiện tại bây giờ là đang là khoảng tầm 38 km/h qua dọc cái tốc này. À, thì khi mà qua cái gờ giảm tốc này á, thì chắc chắn rồi cái giảm tốc ở những khu vực này nó cũng khá là cao, cho nên là nó sẽ có cái tiếng cũng hơi ồn hơn một chút xíu. Và nhưng mà khi mà chúng ta qua cái gờ giảm tốc này á, thì cái chiếc xe của chúng ta nó cái cảm giác nó rất là chắc các bạn, nó rất là chắc, cho nên nó sẽ không có đảo, nó sẽ không có đảo cái chiếc xe. À, thì khi mà Duy mà cảm nhận, khi mà Duy đã lái những cái dòng xe mà bình dân hơn rồi, thì khi mà qua những cái chỗ gờ giảm tốc này thì Duy thấy là cái ta lái nó hơi đảo, hoặc là chiếc xe của chúng ta cảm giác nó sẽ không có chắc lắm. Bây giờ Duy sẽ trải nghiệm ở cái đoạn đường mà đường trường, thì ở đây cũng là cái khu đô thị thôi, cho nên là Duy sẽ không có chạy quá nhanh. Khi mà dừng đèn xanh đèn đỏ các bạn, thì cái chiếc xe S450 này nó sẽ tự động tắt máy để tiết kiệm nhiên liệu. Thì bằng cách là bây giờ nó đã tắt máy rồi, và Duy sẽ sử dụng thêm cái tính năng là hôn để mà giữ cái thắng này đỡ cho chúng ta mỏi chân. Ok, bây giờ Duy sẽ buông cái chân ra. Thì cái hệ thống mà tự động tắt máy khi dừng đèn đỏ này các bạn, không phải là khi nào nó cũng sẽ hoạt động đâu. À, nó chỉ hoạt động trong những cái trường hợp mà chúng ta sẽ đủ những cái điều kiện, chẳng hạn như là bình ắc quy của chúng ta phải đủ điện năng này, có thể là đầy nè, hoặc là nhiệt độ máy lạnh bên trong xe nó sẽ đủ nhiệt độ, hoặc là cái nhiệt độ nước làm mát của chúng ta nó cũng phải đủ nóng luôn, thì nó mới kích hoạt cái hệ thống mà tắt máy khi dừng đèn đỏ. Và cũng và một cái điều nữa là chiếc xe nó sẽ ghi nhận với chúng ta là chúng ta đang lái ở tốc độ bình thường, và chúng ta sẽ chậm dần, và đến đèn xanh đèn đỏ chúng ta dừng lại thì chiếc xe nó mới ghi nhận đây là trường hợp mà chúng ta dừng đèn đỏ. Còn nếu mà chúng ta mà di dời những cái chiếc xe, ví dụ ở trong cái khoảng cách hẹp ở trong showroom, hoặc là trong những cái bãi đậu xe ở trong những tầng hầm chung cư đi, thì chiếc xe nó cũng sẽ không có ghi nhận cái trường hợp này, bởi vì là nó sẽ không hỗ trợ cho chúng ta là khi mà chúng ta dừng xe để tắt máy. Thì nói chung là chiếc xe của chúng ta nó sẽ tính toán hết rồi các bạn đó, nó hiểu được cái hành vi của chúng ta, và để nó hỗ trợ chúng ta khi mà chúng ta dừng đèn đỏ thôi. Thì hiện tại bây giờ Duy đang trải nghiệm ở trên đoạn đường Nguyễn Đức Cảnh ở quận 7. Thì đây là một cái đoạn đường khá là đẹp đó, rất là láng luôn các bạn. Thì bây giờ Duy sẽ chạy nhanh hơn một chút xíu nha. Hiện tại bây giờ thì tốc độ của cái xe đang là 60 km/h. Đó, thì khi mà ngồi ở bên trong cái khoang nội thất của cái chiếc xe S-Class này á, thì một điều là Duy cảm thấy rất là thoải mái luôn. Đầu tiên là ở cái ghế của chiếc xe này, thì cái ghế của chiếc xe S450 này nó rất là to luôn các bạn, và đồng thời là chúng ta có thể nâng cao và hạ thấp. Đó, thì cái ghế của chiếc xe S này nó sẽ khác với cái ghế của dòng xe E hoặc là dòng xe C. Thì dòng C và dòng E thì Duy thấy nó thiết kế theo cái kiểu thể thao các bạn, có nghĩa là cái ghế mà khi chúng ta ngồi vào nó sẽ ôm vào người, có nghĩa là chúng ta mà cái thể trạng mà chúng ta mà hơi to một chút xíu thì chúng ta ngồi nó hơi
hơi gọi là hơi chật đó. Thì bởi vì đây là cái thiết kế thể thao mà, nhưng mà đối với cái chiếc xe S450 này á, thì là cái ghế mà nó rất là to và nó cũng không có thiết kế và ôm vào người chúng ta nữa đó. Cái bề cái bảng của nó khá là rộng, cho nên khi mà chúng ta ngồi vào thì chúng ta cảm thấy là chúng ta ngồi lọt tởm vào trong cái ghế, cũng như là chúng ta xoay chuyển hoặc là nhúc nhích thì nó khá là thoải mái. Và một cái điều nữa là khi mà Duy ngồi trong cái chiếc xe S này á, thì cái ghế nó khá là dày, cho nên là Duy có thể là nâng cao hạ thấp được cái độ cao của cái ghế để mà Duy quan sát được ở cái view phía trước coi như là thoải mái nhất có thể. Và đồng thời nữa là cái chiếc xe S Class đó các bạn, thì các bạn biết là cái kính chắn gió phía trước nó rất là to, nó to hơn rất là nhiều so với xe C và xe Y, cho nên là khi mà mặc dù mà khi đối với chiếc xe S này nó dài tới 5m3, nhưng mà chúng ta cảm giác nó là cái chiếc xe chúng ta lái nó rất là cồng kềnh, rất là khó, thì khác hẳn hoàn toàn các bạn. Khi mà chúng ta ngồi bên trong của chỗ cái view mà lái này nè, thì chúng ta mới thấy được là cái chiếc xe S này nó cực kỳ thoải mái và có thể nói là rất là dễ lái luôn. Thì có nhiều khách hàng á, thì khi mà mua cái chiếc xe S-Class này á, thì phụ nữ các bạn, đặc biệt là mấy chị phụ nữ á, thì nói là cái xe này to quá nó khó lái. Nhưng mà khi Duy đã có nhiều khách hàng rồi, cũng là những cái chị lái xe hàng ngày thôi, dù là phụ nữ, nhưng mà lái chiếc xe S này rất là thoải mái, kiểu giống như là không có sợ cái cảm giác mà giống như là ban đầu mà sợ chiếc xe nó to quá thì nó không còn cái cảm giác đó nữa. Nói chung thì xe thì cũng từ từ thì mình cũng quen xe thôi các bạn, mặc dù là nói thì nói như vậy thôi, nhưng mà cho dù chúng ta lái cái chiếc xe của chúng ta nhỏ hay là to, thì một thời gian thì chúng ta sẽ quen với cái kích thước của chiếc xe thôi, nó cũng khá là đơn giản thôi. Thì khi mà trải nghiệm trên những cái đoạn đường phẳng á, thì nói chung là mình không thể nào mà nói chiếc xe này nó êm hoặc là nó cách âm tốt, bởi vì đây là chiếc xe S mà nó những cái tính năng đó thì nói chung là gần như là tiêu chuẩn của những dòng xe cao cấp rồi, mình không có phải nói nhiều nữa. Thì bây giờ Duy sẽ trải nghiệm chạy ở lên những cái dốc hoặc là nhìn xuống những dốc cầu một cách nhanh hơn nè. Hiện tại bây giờ Duy đang lái ở tốc độ khoảng 80 km/h, thì Duy đang xuống cái gầm cầu, thì cảm giác là nó rất là êm ái luôn các bạn, mà không có bị cái cảm giác giống như là bị nhóm người hoặc là nhóm người lên đó. Thì đây là một cái mà Duy nghĩ chỉ có trên chiếc xe S-Class mới có thôi, bởi vì cái hệ thống treo này nó khá là êm, và đây là hệ thống treo Ematic nữa, cho nên nó có thể điều chỉnh được cái phục của chúng ta nó thích ứng với từng cái loại đường xá khác nhau. Thì nếu mà trải nghiệm cái chiếc xe S này á, trên những cái đoạn đường mà đông hoặc là trên những cái đoạn đường kẹt xe, thì nó có gọi là mệt mỏi hay không, hoặc là nó có thể là khó di chuyển hay không, thì thực sự các bạn, nếu mà chúng ta chạy xe quen rồi thì xe nào cũng vậy thôi. Nhưng mà xe S này có nhiều khách hàng nói là nó to quá thì đi kẹt xe nó khá là mệt mỏi, nhưng mà Duy nghĩ là nó sẽ không có ảnh hưởng nhiều đâu, không ảnh hưởng nhiều đâu, tại vì chúng ta cứ việc là chạy bình thường thôi, ai nhích tới thì mình sẽ nhích tới thôi đó, thì nó cũng khá là thoải mái, bởi vì là cái wheel ngồi bên trong xe của chiếc xe này nó khá là rộng. S-Class này nó có một cái tính năng đậu xe tự động mà Duy nghĩ là đặc biệt là những cái anh chị mà vừa mới biết lái xe, hoặc là những chị phụ nữ á, thì e ngại cái vấn đề mà đậu xe á, thì Duy nghĩ là chiếc xe S này nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta rất là ok. Thì bây giờ Duy sẽ tìm một cái chỗ đậu xe để mà Duy thử cái tính năng đậu xe tự động này nha. Thì bây giờ khi mà đậu xe tự động á, thì Duy cũng đã có một cái clip mà hướng dẫn chúng ta chi tiết rồi, nhưng mà Duy sẽ thử làm lại trên chiếc xe S-Class này cho các bạn xem. Thì nếu mà chúng ta muốn đậu xe tự động á, thì chúng ta sẽ cứ việc bấm vào cái nút chữ B ở đây, và chúng ta sẽ chạy lên thì những cái cảm biến xung quanh xe nó sẽ quét cái ô trống, nếu mà đủ kích thước nó sẽ báo cho chúng ta đó. Còn nếu đây nó sẽ báo cho Duy rồi nè, thì trên màn hình nó sẽ báo, nó có tín hiệu là cái pin và nó báo cái chữ B ở đây. Bây giờ Duy sẽ thắng lại và xác nhận cái chỗ đậu xe. Thì ok, mà Duy việc confirm bằng cách là bấm vào cái nút ở trên vô lăng ở đây. Duy sẽ bấm vào đây, thì lúc đó là xe nó sẽ hướng dẫn cho chúng ta là chọn số lùi. Và bây giờ Duy sẽ chọn số lùi và xe chúng ta sẽ tự động gieo vào cái ô đậu xe ở đây. Các bạn thấy không?
hoàn toàn là Duy sẽ không có đánh lái, cũng như là Duy sẽ để cho chiếc xe tự động làm việc về cả chân ga và chân thắng luôn. Mặc dù cái chỗ đầu xe này hồi nãy Duy tưởng là nó sẽ không có báo đâu, tại vì nó khá là hẹp, nhưng mà chiếc xe của chúng ta nó cũng báo ở đây đó. Thì khi mà chiếc xe nó sẽ tới một cái vạch màu đỏ, nó sẽ dừng lại các bạn thấy không, ở phía trước này cũng vậy nè đó, nó sẽ dừng lại và tự động nó xoay vô lăng. Duy không có thắng gì hết, tự động cái chiếc xe nó sẽ thắng cho chúng ta. Thì đối với cái hệ thống đậu xe tự động này, nó sẽ tiên tiến hơn cái hệ thống tự động đậu xe của thế hệ trước đó của chiếc xe S400 cũng như là S450, bởi vì là cái xe của chúng ta sẽ tự động vào số và tự động thắng luôn. Và một điều nữa là trên màn hình nó sẽ có một cái vạch để chúng ta hiển thị là biết khi nào xe chúng ta dừng lại và khi nào xe chúng ta sang số, cho nên là cái cảm giác của mình sẽ yên tâm hơn các bạn. Bởi vì cái chiếc xe S400, S500 và thế hệ trước đó, nó sẽ không báo gì cho chúng ta hết, khi nào chiếc xe nó dừng lại chúng ta mới biết thôi, cho nên là chúng ta là khá là hồi hộp. Nhưng mà đối với cái xe S450, cái hệ thống đậu xe này mới đó, thì nó sẽ báo cho chúng ta ở trên màn hình luôn. Ok, bây giờ Duy sẽ đi ra nha, thì cái xe của chúng ta cũng sẽ tự động đi ra, cũng làm tương tự các bạn nha, là chúng ta sẽ bấm ở chữ B ở đây đó, và trên màn hình nó sẽ báo cho chúng ta là xác nhận rời khỏi chỗ đổ. Thì Duy chỉ việc bấm vào cái chỗ bấm confirm ở trên đây là nó sẽ ok, và sẽ báo chúng ta chọn số lùi. Thì chúng ta cứ việc thao tác theo cái hướng dẫn ở trên màn hình thôi các bạn đó, chúng ta đừng có làm khác là được rồi. Xe sẽ tự động vào số tới và chạy thôi. Thì Duy thấy mà đối với cái hệ thống đậu xe tự động này á, thì nó đi vào nó sẽ hay hơn đi ra các bạn. Có thể là khi mà đi ra đối với những cái ô mà nó hẹp như thế này á, thì do là mình không có đánh lái chết tại chỗ được á, và chiếc xe của chúng ta nó cũng không có đánh lái, coi như là hết góc lái, giống như là chúng ta mà lái, chúng ta tự lái đó, cho nên là cái việc mà đi ra nó sẽ hơi mất thời gian hơn so với là khi mà chúng ta đi vào đó. Ngoài ra khi mà chiếc xe của chúng ta đã ra khỏi cái ô đậu rồi á, thì nó sẽ báo cái pin và báo lên trên vô lăng của chúng ta, là trên màn hình chúng ta, là chúng ta hãy giữ cái vô lăng lại đó. Đó là cái thao tác mà đậu xe tự động của chiếc xe Mercedes-Benz S450 này. Thật sự mà để mà khen về cái sự êm ái của chiếc xe, cũng như là sự cách âm, cũng như là lái chiếc xe này nó rất là sướng, thì nó hơi dư thừa so với cái chiếc xe S450 này các bạn. Thật sự đối với cái chiếc xe S450 này á, thì nói là cho người lái, chiếc xe dành cho người ngồi các bạn, nhưng mà lái chiếc xe này cũng rất là cực kỳ đã luôn đó. Thì bây giờ Duy sẽ lái và cảm nhận trước những cái tính năng của chiếc xe, cũng như là sự vận hành của xe. Thì một lát nữa thì Duy sẽ ngồi ở khoang sau và ngồi ở phía sau và cảm nhận ở cái vị trí ghế sau cho các bạn xem. Nếu mà có điều kiện thì Duy sẽ lái lên trên đường cao tốc ở tốc độ cao hơn và cảm nhận được cái sự ổn định của chiếc xe. Bởi vì là khi mà xe mà chúng ta đi ở tốc độ cao á, thì nó sẽ có thêm nhiều những cái hệ thống hỗ trợ cho chúng ta khi mà chúng ta đi ở tốc độ cao. Nào là cái hệ thống chống gió ngang nè các bạn đó, nào là cái hệ thống mà ổn định của cái chiếc xe này khi mà chúng ta đi tốc độ cao, ở cái hệ thống mà phuộc á, có nghĩa là cái phuộc E-matic này á, nó sẽ làm cái nhiệm vụ là khi mà đi tốc độ cao, chiếc xe nó sẽ hạ cái gầm xe xuống, và đồng thời nữa là nó sẽ cân chỉnh làm sao mà cho chiếc xe của chúng ta tránh bị cái hiện tượng mà gọi là bị đảo, hoặc là bị lắc khi mà đi ở tốc độ cao mà có gió thổi ngang á các bạn. Thì cái này thì phải là chạy ở những cái đoạn đường cao tốc để tốc độ mà cao hơn thì mình mới có thể là đánh giá được cái sự ổn định của chiếc xe. Thì một cái chiếc xe mà cao cấp, một chiếc xe mà an toàn á các bạn, thì khi mà chúng ta mà chạy mà thông thường ở tốc độ mà 40, 50, 60 ở trong thành phố á, thì thật sự chiếc xe nào nó cũng như chiếc xe nào thôi. Đó, xe một chiếc xe bình dân hoặc là một chiếc xe cao cấp thì chúng ta chạy trên đường phố thì nó cũng sẽ như vậy thôi. Đó, nhưng mà chiếc xe của chúng ta nó sẽ phát huy được cái sự đẳng cấp của nó, phát huy được cái sự an toàn của chiếc xe, thì khi mà chúng ta đi trên những cái đoạn đường cao tốc ở tốc độ cao thì chúng ta có thể là trải nghiệm được cái sự đẳng cấp của chiếc xe S450 này.
Thật sự khi mà lái với chiếc xe này mình cảm giác nó khá là nhàn các bạn, khá là nhàn, bởi vì là cái vô lăng nó kiểu kiểu nó không nặng quá, nó cũng không nhẹ quá các bạn, rất là thoải mái. Và khi mà chúng ta đánh lái, chúng ta chuyển len rồi đó, chúng ta cảm giác nó rất là sướng, rất là kiểu rất là đã luôn. Lái xe này thực sự là những cái người mà thích lái xe thì mình nghĩ là không thể nào chê được, cũng như là lái xong rồi cũng không muốn xuống luôn. Và cái hệ thống âm thanh của chiếc xe Boomaster này, thì của chiếc xe S450 này, là hệ thống loa Boomaster thì Duy cũng đã giới thiệu nhiều ở trên những cái clip trước rồi, thì bây giờ thì Duy cũng sẽ không có nhắc lại nữa, bởi vì là hệ thống âm thanh thì mỗi người mỗi cảm nhận, nhưng mà đây là cái hệ thống âm thanh có thể nói là số 1 trên thế giới hiện tại bây giờ rồi. Xe S450 chúng ta sẽ có hai cái phiên bản, một là cái phiên bản S450 phiên bản L là Duy hiện tại Duy đang ngồi nè, và một cái phiên bản nữa là S450 Luxury. Thì hai cái phiên bản này nó có khác nhau hay là giống nhau như thế nào các bạn? Thì thật sự là hai cái chiếc xe này chúng ta đều chia sẻ cùng một cái hệ thống khung gầm, cùng một cái tính năng an toàn, cùng một cái động cơ. Đó, chỉ khác nhau là những cái trang trí, những cái option hoặc là những cái tiện nghi ở trong chiếc xe này thôi. Còn lại là khi mà chúng ta vận hành thì hai chiếc xe này nó đều là giống nhau hết. Cho nên là khi mà các bạn mua chiếc xe mà S450 này á, thì chủ yếu là các bạn, nếu mà bạn thích chiếc xe nó nhiều option hơn, các bạn thích là nó phải có cái này nữa, thì các bạn sẽ chọn là S450 Luxury. Còn nếu mà chúng ta chỉ muốn một chiếc xe mà đẳng cấp, êm ái, an toàn và những cái trang thiết bị như thế này thôi, thì chúng ta sẽ tiết kiệm khoảng tầm 700 triệu để chúng ta lấy chiếc xe S450 phiên bản L này. Ok, thì bây giờ ở đây nó cũng có một cái gờ giảm sóc, thì Duy sẽ đi chậm qua thôi. Nếu mà ta đi chậm hơn thì chiếc xe chúng ta khá là êm, nó sẽ không giống như hồi nãy Duy chạy tốc độ khoảng tầm 40 mà Duy sẽ không có thắng gì hết. À, thì cái này thì khi mà chúng ta chạy thì Duy nghĩ là không cần phải băng qua những cái chỗ này đâu, chúng ta chạy từ từ thôi, tại vì đây có thể là cái khu nội bộ nữa, cho nên là mình cứ chạy bình thường. Còn những cái gờ giảm tốc mà ở dạng trên cái đường mà xa lộ hoặc là trên những cái đoạn đường trường á, chẳng hạn khi mà chúng ta chạy qua những cái gờ giảm tốc đó thì chúng ta mới thấy nó khác. À, còn cái gờ giảm tốc này là cái gờ ở trong khu vực nội bộ các bạn, cho nên nó làm khá là cao. Khi mà lái chiếc xe S450 này á các bạn, ở phía trước nó sẽ có một cái logo của cái chiếc xe, cái logo của Mercedes-Benz ở giữa chiếc xe, cho nên là cái việc mà chúng ta cân chỉnh cái chiếc xe của chúng ta thì nó sẽ giống như là chúng ta lái, chúng ta quan sát thì nó sẽ dễ hơn, bởi vì có thể nó có logo, là một cái logo để định vị các bạn. Khi mà cầm vào cái vô lăng gỗ á, với lại cầm vào cái vô lăng mà ốp da thì nó sẽ khác nhau thế nào? Thì đối với những cái dòng xe mà dòng C, dòng Y, thì GLC nữa các bạn, thì chủ yếu là ốp da ở trên tay lái. Nhưng mà khi mà Duy lái chiếc S này á, là cái vô lăng của nó là ốp gỗ, cho nên là khi mà cầm vào những cái vô lăng ốp gỗ á, thì cái tay mà chúng ta mà nó bị mồ hôi tay á các bạn, thì nó sẽ đỡ hơn. Và đồng thời khi mà chúng ta cầm vào cái vô lăng gỗ này, chúng ta sẽ cảm giác là nó khá là trơn, rất là bóng, và cảm giác là rất là mát tay á, thì Duy sẽ rất là thích hơn lái cái vô lăng bằng da các bạn, tại vì cái tay của Duy nó hay ra mồ hôi. Đối với chiếc xe Mercedes-Benz S450 này thì nó sử dụng động cơ là 3.0 V6, công suất là 367 mã lực, kết hợp với cái hộp số tự động 9 cấp. Đây là cái hộp số có thể nói là mới nhất cũng như là tiên tiến nhất của Mercedes-Benz hiện tại bây giờ. Thì cái mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe Mercedes-Benz S450L này, thì khi mà chúng ta di chuyển trên mà cái đường mà khu vực ngoài thành phố các bạn, chẳng hạn như đi đường trường hoặc là đi trên đường quốc lộ, thì nó tốn khoảng tầm 9 lít trên 100 km các bạn. Thì đây là cái mức tiêu thụ mà Duy trải nghiệm và có cái con số này đó. Còn nếu mà khi mà chúng ta đi trong thành phố á, thì cái mức tiêu thụ nhiên liệu nó sẽ trên nhau khá là nhiều, bởi vì đây là cái động cơ có công suất lớn, cho nên là khi mà chúng ta di chuyển trong những cái đoạn đường thành phố á, nó kẹt xe, mức tiêu thụ nó cái mật độ giao thông mà nó kẹt xe nhiều á, thì nó sẽ bị tiêu thụ nhiên liệu hơn cũng khá là nhiều đó. Thì thông thường nó chênh lệch với cái
đường ngoại đô nó khoảng tầm là 4 lít, 5 lít, có nghĩa là mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe này khi mà chúng ta di chuyển vào những cái đoạn đường mà thành phố thì nó rơi vào tầm khoảng tầm 13 lít, 14 lít trên 100 km. Thì thực sự khi mà chúng ta sở hữu cái chiếc xe S-Class này rồi thì cái mức tiêu thụ nhiên liệu mà rơi vào tầm đó thì Duy nghĩ cũng nó sẽ hợp lý thôi, nó cũng sẽ không quá gọi là quá hao nhiên liệu đâu đó. Nhưng mà bởi vì chiếc xe của chúng ta nó công suất nó khá là lớn các bạn, 367 mã lực nữa. Thì ok, bây giờ Duy xin được phép kết thúc video clip tại đây đi. Duy còn cảm nhận cái chiếc xe S450 này ở trên đường cao tốc cũng như là trải nghiệm ở khoang sau nữa cho các bạn xem. Thì Duy sẽ mời các bạn đón xem vào cái clip tiếp theo nha. Và hẹn gặp lại các bạn. Thì nếu các bạn thấy video clip của mình hay thì đừng quên bấm like và share giúp mình. Đừng quên bấm nút đăng ký và nút chuông bên cạnh để nhận những video clip mới nhất về tất cả những dòng xe của Mercedes-Benz. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video clip tiếp theo. Bởi vì bây giờ Duy đang có khách hẹn ở showroom cho nên là Duy phải về showroom. Ok, hẹn gặp lại các bạn nha.